xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bảng Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Trước mặt các bác thì các bác nhìn thấy được rằng là mấy anh em thợ đã hoàn thiện, đã xây phần thô lên khá là cao rồi. Hai cái bức tường ở bên này thì đâu đó là được tầm hơn 2 mét rồi các bác ạ. Còn ở phía trước mặt thì bây giờ mấy anh em thợ lại tiếp tục là đi vào và lại xây lên tường. Đấy, ông gửi một lời chào tới các bác khán giả được không? Chào các em, các chị nhá. Thời tiết hôm nay thì nắng nóng đấy ông nhỉ? Đấy, khá là nóng. Ông thì có vẻ là mỗi lần cảm là ông đều là vắt xá như kiểu này ấy nhỉ ông nhỉ? Vâng. Đây, cô bác này, ông thì hầu như là 10 lần cảm thì 9 lần là ông đều làm như thế cả cô bác ạ. Cả vai, cả lưng nữa, dầu hết rồi. Là làm hết rồi ông? Ừ. Những cái, thấy là mấy hôm nay ông ăn uống cũng ngon hay sao nhỉ? Những cái mạch máu là ông nổi lên nhiều đấy. Máu đen hết rồi. Thế một bữa thì rồi. Một bữa thì được tầm bao nhiêu bó cơm không? Mấy hôm nay ấy? Bao nhiêu bát cơm? Hai lưng bát cơm đấy. Thế mọi lần thì ông ăn được mấy bát? Không bị cảm gì thì ba bát. Ba bát à? Là đều đều à? Vâng. Thế là Mạnh là đi học là chưa về không? Chưa. Vâng. Thế là nếu mà buổi trưa về thì có về cùng bố Quyết nữa không? Quyết cũng không đi rồi, nó cùng chỉ nó đi. À, thế là cùng chị là đi à? Vâng. À, thế là nếu mà buổi sáng mấy hôm nay Mạnh đi là đi cùng Quyết với lại là thêm là chị của Quyết à? Vâng. À. Thế ông thì công việc hôm nay ở nhà thì làm cái gì không? Ông phải cuốn lấy quỷ hiếu lần này, bỏ cháu này. À, thế có phụ mấy anh em thợ là làm việc gì không? Không nào, dưới dưới thì phụ tí. À, à. Ở đằng sau này là cháu thấy là bị sạt là khá là nhiều này ông này. Vâng. Đấy, nó bị ngồi xuống ấy. Thì lúc nào mà ông rảnh thì ông đỡ ốm đã nhá ông nhá. Ông đỡ ốm thì ông làm nhá. Thế bây giờ là ông còn đang hơi là mệt thì đừng có cố quá. Cố quá là thành nó có cố đấy ông ạ. Nó bị được 3 ngày hôm qua, hôm nọ cân có 55, hôm qua còn có 52. À, thế là xuống 2 cân rồi ông? 2 cân hơn, 3 cân rồi. Đấy. Có đi chạm lấy thuốc. À, thế là chạm lấy thuốc thì người ta cho kê đơn thuốc hết chưa ông? Nó lấy cân xem, còn bao nhiêu cân, nó 52. Vâng. Mấy hôm trước tôi có 55 cân mà. Vâng. Vụt đi 2, 3 cân. À, thế là ăn uống không ngon là thế đấy. Vâng. Với lại là thêm là một phần nữa là ông cũng lo lắng về cái kinh phí làm nhà đúng không ông? Vâng. Lo lắng về cái kinh phí làm nhà cho nên là ông mấy hôm nay là ông hay thường là đem củi đi bán này các bác ạ. Đấy, lúc nào mà đời khỏe rồi thì ông hắn đem củi đi bán đâu nhá. Vâng. Đấy, cái này thì cháu Đức cũng không có gọi là không cho ông để mà đi cả các bác ạ. Hiện tại là cái phần kinh phí đấy thì ở video trước thì cháu Đức cũng đã chia sẻ đến cho các bác hết cho các bác rồi. Cái phần kinh phí hiện tại là vẫn còn đang thiếu khá là nhiều. Thì nếu như là hai ông cháu có duyên với lại các bác cô chú anh chị thì có thể là trợ duyên cho hai ông cháu để cho những cái khi mà là vào chắp này các bác này, chắp này thì là sẽ chắp xong xuôi hết mọi cái. Hiện tại thì hầu như là vật liệu này kia các bác thế là còn thiếu lại về gạch nữa. Gạch thì hiện tại là có còn đủ không ạ? Chú Toán có thiếu không? Thiếu là hơn 2.000 à? Thế là hôm nào là bổ sung được không? À chú. Vâng. Đấy, ở đây thì là của mấy anh em đội thợ thì là công cán thì hầu như là cũng giả là trước là một nửa rồi các bác. Thì lúc nào mà có thêm vật liệu thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục vào làm. Đây là gạch này đủ xây tầm bao nhiêu hôm nữa chú Toán bây giờ ấy? Mai nữa là hết rồi. Mai là hết à? Vâng, thế là 2.000 viên đúng không? Tầm độ 2.000 đúng không chú? 2.000 thì lấy độ tầm là 2.500 hay 3.000 mà nhờ? Đủ cả... Ừ.
Vâng. Ở dưới này thì là gạch là bây giờ là chỗ này thì lắp đặt chắc đâu đó là tầm độ là 3.000 đến không chú bây giờ ấy? Bây giờ không có 3.000 nữa đâu. Vâng. 2.000 viên xây vòng này còn lên 3-4 hàng nữa. Vâng. Thế thì là cái gạch thì để cháu tính toán thì cháu sẽ bổ sung thêm đấy. Hôm nay là chắc là đi vào hoàn thiện là phần đằng sau này chú nhỉ. Vâng. Xây bằng khẩu bên này à chú hôm nay ấy? Vâng. Đây là phần những cái khung cửa sổ này các bác nhé. Thì những cái phần này thì cháu Lực sẽ không có để ô thoáng nữa, tại vì nó đã có một cái cửa sổ khá là to rồi. Cửa sổ đấy là 1m x 80 chú nhỉ? 80 x 1m. 80 x 1m cũng là 1m x 80 đúng. Cửa sổ này thì cũng lên. Cửa sổ này mình nếu mà để ô thoáng nữa là nó cho bụi vào. Vâng. Thì có mỗi cái cửa sổ đó lúc nào nó không bụi thì nếu mà lúc nào nó cũng sáng hơn, mà mình để ô thoáng nó là phải gió ấy, nó lá che khô nó rơi xuống thì nó bay hay bay vào nhà. Vâng. Ấy nhưng mà phần cửa sổ này thì là cửa sổ ô thoáng đấy các bác, thì sẽ không có làm là ô thoáng nữa. Làm như thế thì nó sẽ nhìn ra ngôi nhà nó sẽ đẹp hơn. Vâng. Ô thoáng thì để như là hôm nọ là chúng cháu mình trên bản vẽ đấy là để mỗi ở phần cửa chính thôi. Còn là ở trong nhà thì chỉ có là ô thoáng ở phía bên này thôi các bác này. Phía bên này thì là cháu Lực là ở đây là cái nhà tắm với lại nhà vệ sinh các bác nhé, là cháu Lực là để thành là 3 ô thoáng rồi. Và như thế thì là nhà vệ sinh nó sẽ thoáng hơn và sau này nó sẽ không bị có bị là bốc mùi nhiều cả. Ôi hôm nay có mới một mình chị nhà chú phụ thôi à? Có cả vợ chú Toán á? À vợ anh Phòng á? Vợ anh Phòng đang nấu cơm à thế chú? Để thử đi xem là cái bữa cơm hôm nay của mấy anh em thợ là ăn cái gì các bác. Hôm nọ thì cũng có mua xuống cho anh thợ là 2 cân cá. Đấy, nhưng mà 2 cân cá thì cũng được tầm độ 2 hôm trước rồi, không biết là đã hết chưa. Chị đang nấu cơm à? Vâng. Đây là cơm, đây là nồi cơm hả chị? Vâng. À, đây là món gì đây chị? À, bí này. À, bí đỏ. Bí đỏ này có nấu với xương không chị? Không ạ. Chị gửi một lời chào tới các bác này chị. Con chào các ông, các bà, các bác ạ. Mỗi lần chị đi làm này thì là em bé của chị là ở nhà với ai? Ở nhà với cô, với bà. À, đây là có cô với bà là trong à? À. Thế là phải đưa đi theo ra đây làm á. Vâng. Em bé chị đi học chưa? Cũng được rồi, chắc là cũng ngày nào mà không đi học ấy thì chắc là cũng bảo xuống đây luôn. Vâng. Cũng không có người trông rồi, bây giờ cô cũng đi học nữa, cô Út cũng đi học nữa là không có người trông. Vâng. Vậy khi mà có bà với lại các cô ở nhà thì còn có người mà trông, không thì là phải đem là cả bé mà xuống cái này nữa, xuống cái này làm thì các bác nhìn thấy thời tiết này thì là rất là nắng này, trẻ con thì không bao giờ ở yên một chỗ cả. Hôm nay thì ngoài món bí ra thì còn món gì nữa không chị? Không ạ. Không á? Cá hôm nọ em mua số gì hết chưa? Thế là còn thì một tí bảo ông là đem cá ra để mà ăn cơm nữa. Đấy, cuối tuần thì khi mà đi xuống các bác thì có thể là mua được thịt lợn, còn những cái ngày thường này thì là không ai người ta mổ lợn ấy, cho nên là cũng rất là khó để mà mua được cả lợn. Thế là chị là kiêm luôn cả việc bếp núc à chị? Vâng. Ra bên kia thì bây giờ là có một mình là vợ của chú Toán là phụ thôi. À, bên này thì có cả dâu sớn, chắc là tí là lấy dâu này xào.
Đấy, đồ đạc của mấy em thợ thì buổi tối là để đây cho ông là trong các bác ạ. Tối đến buổi tối thì hai ông cháu là ngủ lại đây. Không biết là cái bóng đèn là năng lượng mặt trời này thì còn là sáng không, để một tí hỏi ông xem nào. Đây, cá thì có vẻ là đây thôi. Cá thì còn là một ít thôi, chắc là đủ bữa ngày hôm nay thôi các bác ạ. Lần sau xuống thì lại mua cá cho mấy em thợ chị ơi này, cá này. Còn chắc còn đủ bữa ngày hôm nay thôi. Thế là ở đây thì đến mỗi buổi trưa là mới ăn cơm cùng nhau thôi hả chị? Vâng. Đến buổi tối thì ai cũng về nhà này à? Vâng, ai cũng về nhà. Vâng. Buổi trưa thì mấy anh em thợ là ăn ở đây thì là không phải về nữa. Còn là đến buổi tối thì mấy anh em thợ mới đường ai nhà ai người đấy về ăn đâu á. Thời tiết nắng nóng như này thì để mà xay thì là rất là tốt của bác ạ. Những cái mạch bứa của nó đây nó sẽ khô nhanh hơn. Nó khô nhanh hơn thì nó sẽ mấy anh em thợ sẽ xay được nhiều hơn. Còn là như nếu mà trời mưa mưa dầm ấy, mấy anh em thợ là vừa xay là vừa dùng bạt để mà che thôi. Thời tiết nắng nóng như này chú Toán vẫn còn mặc áo cọc tay ấy chú à? Vâng. Mấy anh em thợ thì ai ai nấy cũng đều làm công việc rất là nhiệt tình các bác ạ. Như cần phát sinh thêm những cái gì thì mấy anh em thợ là đều là bảo trước luôn. Thấy chú say là thấy là từ đấy đến giờ là ít nhất tầm độ là 10 viên gạch rồi các bác, nhưng mà phần vỡ rơi này rơi rất là ít. Thường thường là buổi trưa là các chú là mấy giờ nghỉ trưa chú? Lúc có vớ thì 1 giờ, 2 giờ. 2 giờ. Đấy là cũng một phần là cũng do người trộn vớ nữa đấy nhỉ chú nhỉ? Mà trộn vớ nhiều thì là phải làm là nhiều hơn. Đến buổi chiều thì tầm mấy nắng nóng như này mấy giờ các chú làm, các chú lại tiếp tục công việc chú? 2 giờ. 2 giờ chiều à? Hay là chiều, nhưng mà đến tối là chắc phải tầm độ 6-7 giờ mới nghỉ chứ nhỉ? Tối lúc nào không nhìn thấy thì mới... Vâng. Đây, ở đây là có chủ Toán với lại gia đình của chủ Toán với lại gia đình của anh Phòng, cho nên là công việc này có bác này là không bắt buộc là phải đúng giờ cả. Làm là như kiểu là bây giờ là làm cứ đến tối là nghỉ. Khi là tối nào mà có vứa nhiều ấy là phải làm là nhiều hơn. Sau khi mà xay chỗ nào xong ấy, vứa là còn dư ra đấy thì là cô sẽ là gom đi, xong là để mà đảo lại thêm một lần nữa để cho nó không bị lãng phí vứa một chút nào cả. Vậy ở đây thì là những cái bữa cơm này thì đội thợ cũng không có gọi là có lúc cũng không có lo thêm phần cơm nữa, cho nên là cái đấy thì mấy anh em thợ là tự túc đấy. Còn như mà còn gọi là
ở trong quá trình mà anh em thợ làm đấy, là đôi khi thì cho lực là vẫn mua xuống cho mấy anh em thợ là vài cân thức ăn. Mấy anh em thợ cũng không có yêu cầu và cũng không bắt buộc là cái điều này cả. Bí này là đem từ nhà xuống hả chị? Vâng. Ồ, này không có gọt vỏ hả chị? Không. Thế là chơi cả vỏ vào luôn à? Vâng. Nhưng mà nếu mà để gọt vỏ với lại là thêm cả vỏ thì nó như nào chị? À thế là không, à thế là không gọt vỏ là nó ngọt hơn à. Bây giờ phía bên này thì không biết là ông làm gì đây cô bác. Ông đang lấy rô lợn hay là làm gì đâu? Làm chuồng lợn. Xem. À ông định tận dụng chỗ này làm chuồng lợn á? Ừ. Ồ, nếu mà làm chuồng lợn đây thì cũng tốt đấy ông nhỉ. Cái chất thải phân này. Ừ. Phân thì nó lại rơi xuống ruộng. Ừ. Nhưng mà cháu thấy là ông ở đây là có ra thu hẹ là thu lúa xong thì lấy phân nó phơi ở đây thử dụng. Nhưng mà thu lúa xong thì có làm thêm thử ruộng được không? Ừ. Thử ruộng này vẫn làm chứ? Hay là thu lúa xong thì mới làm chuồng lợn? Làm lấy phân nó để đây mà. Khi lấy thu lúa xong thì lấy phân nó xuống dưới này phơi. À. Lúc làm ruộng làm. À thế là cứ gom lại xong là lúc nào mà thu hoạch xong thì là bỏ hết phần xuống cái phơi cho nó khô đúng không? Ừ. Thế là ông là có buồng chuối này, buồng này thì là cũng xuống lâu lắm rồi nhưng mà chưa thấy cái quả nào chín các bác ạ. Ừ. Chuối này là chuối tiêu. Nó phải chặt đi mới chín được. Chuột lợn này bao giờ ông định làm? Hả? Chuột lợn này bao giờ ông định làm? Thì làm móng nó làm một tí đấy. Hôm nay ngày tốt rồi. À. À thế hôm nay cũng ngày tốt à? Vâng. Cái nó làm bên kia một cái trong trên ao cá nó. À. Thế là ngày tốt là ông định khởi công là làm chuồng lợn đấy á. Ừ. Thế hầu như là khi mà bắt đầu là làm cái gì đấy cô bác thì ông rất là kỳ tính, là đều là đi chọn là những ngày tốt này, những cái ngày mà đẹp này để mà khởi công. Nhưng mà ông làm chuồng lợn này chọn ngày tốt thì nó như nào đấy ông? Thì nó không bị ốm yếu gì. À, nó... à là nó không bị ốm yếu gì á? Vâng, mình làm không tính cái gì thì làm nó nuôi lợn nó hơi bị ốm bị cái gì ấy. Thế gọi là nó mới phát triển là mạnh khỏe đúng không? Vâng. Mình không biết thì hỏi người. Vâng. Thầy theo như theo như cái sự tính toán của ông là thế của bác ạ. Này ông có làm chuồng lợn to không? To chứ, cho hai con nữa thì. À, cho hai con ở là được đúng không? Ra phía bên này thì thấy là ông cũng trồng cả mía này. Mía này cứng lắm đấy ông nhỉ, mía này. Mía cứng đấy. À. Trước đi làm Trung Quốc lấy tiền Trung Quốc em. À, thế là trước ông đi làm Trung Quốc á? Họ đi thôi. À, ai? Bà Hồ Quyết đi. À, bà Hồ Quyết đi à? Đi nó lấy về thì nó cũng trồng trong giang nhà nó nhiều lắm. À, thế là xin à? Xin ngọn nữa, về trồng. Thế này cái này trồng được bao lâu rồi ông? Mía này. Này năm ngoái trồng. Năm ngoái trồng à? Thế được ăn cây nào chưa? Năm ngoái này được ăn rồi. À. Nên mà không lấy cỏ nó ra, không cây không tốt. Ồ. Không có phân cho nó. Ông lấy phân chuồng ông để vào ấy. Ừ. Cho nó tốt hơn. Cái này ông gom lại cho trâu cho ông ăn đấy. Ừ. Cỏ này. Ừ. Hàng ngày thì ông thì đôi lúc thì ông phụ là mấy anh em thợ, còn là đôi lúc thì ông là tự làm những công việc của ông, cô bác ạ. Nếu không nó thì làm cao lắm. À, cái cột này là hôm đó là ông định làm đấy á? À. Không lấy được giá. Cái buồng cái buồng này ông chuồng trồng lâu chưa?
xong năm ngoái. Thì năm ngoái đến rồi à? Ừ. Tí đầu lên một cây trồng khốc khắc. Ừ. Hai năm không thấy là nó... Hôm thứ ba là không nhìn luôn. Ừ. Cái loại chuối này là hình như là chặt một buồng xong là không bao giờ đi thêm một buồng nữa không nhỉ? Vâng. Là phải là chặt gỏ cả cây đi ấy. Bây giờ mình cũng chặt con sâu nó ăn thôi. Vâng. Thời tiết như thế này thì là Tuấn Lực rất là thích cô bác ạ. Để mặc dù là trong lúc của mấy anh em thợ làm nó sẽ hơi nóng một chút đấy, nhưng mà chất lượng khi mà sau khi mà xay xong ấy, là nó sẽ khô nhanh hơn. Đấy là cái tiến độ làm thì nó sẽ nhanh hơn một chút, chứ không có phải là đợi mạch vừa khô thì mới tiếp tục là đi được thêm hàng nữa. Cây này là cây gì đâu? Dâu bao. Dâu bao á? Ăn đắng một tí. À, ăn đắng. Ôi, cho thấy có mủ này. Cái này có bác này. Thì làm dâu cũng được không? Dâu cũng được. Trời thì rất là trong xanh và đẹp cô bác ạ. Bây giờ thì cũng chuẩn bị là cùng mấy anh em đội thợ là ăn cơm rồi cô bác. Hôm nay thì vẫn là món quen thuộc này cô bác này. Ở đây thì hầu như là đi làm những công việc gì thì không thể thiếu những món cắm mắm này được. Cắm mắm thì ăn cơm rất là ngon cô bác. Cộng thêm với lại là bí đỏ này, thêm là rau dớn, một là bát ớt là huyền thoại. Ớt đây thì lấy ở nhà từ của nhà chú Toán về hay là nhà anh Phòng về? Chú. Chú về à? Chỗ đấy là có cả hạt TT đúng không? Không có. Không có à? Không có. À đấy, cô bảo có cả hạt TT nữa. Cái hạt TT này thì cháu Lực nói hạt TT chắc là một số các bác là sẽ không có biết đâu. Hạt này thì ăn rất là tê đầu lưỡi. Anh Phòng thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đến thời điểm nghỉ ngơi thì có thích không anh? Anh nhưng mà trước khi hỏi thì anh đã đói chưa?
Anh thì không đói đâu nhưng mà cái bụng nó cứ kêu kêu bây giờ. Cái bụng là vẫn kêu đúng không? Đúng anh rồi. Nhìn vào khuôn mặt thì đã biết rồi các bác. Thế buổi sáng sớm hay là mấy giờ là ăn sáng anh? 7 giờ. 7 giờ ăn sáng, thế là mấy giờ thì xuống đây để mà tiếp tục là công việc anh? 7 rưỡi. 7 rưỡi à? Thế 7 rưỡi làm là đến thời điểm hiện tại là chắc là tầm 12 giờ rồi các bác bây giờ ấy. Bay lại thêm là một bữa nữa. Một bữa nữa, ăn cơm cùng với lại là đội thợ rồi. Thế là hôm nay là chú là lấy nồi từ nhà ra nữa hả chú? Vâng. Để ngày mai thì cháu xuống cháu lại mua thức ăn cho các chú. Nhưng mà trên này thì cũng chỉ có là cá mắm thôi. Cá mắm là nhiều, còn những cái thịt thà này thì đến chủ nhật thì mới có. Cơm thì ra nhà hai ông cháu thì trước kia là cũng chưa có điện đâu các bác, thành ra là cũng không có mua cho hai ông cháu là nồi cơm điện cả. Đấy, hai ông cháu thì vẫn còn là dùng bằng nồi gang để mà nấu cơm. Cái lọ chập chéo nó ở đâu ấy nhỉ? À đây. Hôm nay anh test thử với nhà em ơi. Anh test đi anh. Hả? Anh test đi. Hôm nọ thì đem ớt xuống để mà ăn đấy nhưng mà quên mất các bác ạ. Đây ở đây thì nếu mà có các bác cô chú anh chị nào mà ủng hộ từ 2 lít mật ong trở lên thì cháu được xé gửi tặng cho các bác là một thêm một lọ chấm chéo nữa hay là hạt dồi. Có một số bác thì gửi tặng ấy thì vẫn không biết là hạt dồi nó là dùng để làm gì đâu các bác. Cái hạt dồi thì công dụng là để mà mình làm nước chấm này cũng như làm gia vị xong là làm ướp cá này kia nữa. Thơm ngoài. Có trong đấy thì gồm có hạt dồi mắc khén này, cộng với lại ớt nữa. Mà làm đây mà mất tham bái lấy con năng không nữa, con này mất tất mà đến là tầm giờ này thì là ai ai cũng đều là khá đói rồi các bác ạ. Ăn cơm thì rất là ngon. Thấy ông gửi một lời tới các bác để ăn cơm được không? Chào các bác các chị ăn cơm nha. Yo, if so chị đi đáp phòng xem nào. Có 300 nhé. Đúng rồi, nhà ông thì có vẻ như là huyền thoại phết đấy ông nhỉ? một que thì phải nói là hơn độ tầm là chắc là tầm 3-4 cm các bác ạ. Người nó có người chấp không, cái này được anh. Đúng rồi thì không quan trọng đúng không ạ. Mời cô dì chú bác ăn cơm nhá. Mời các chú ăn cơm nhá. Anh ăn cơm. Chị ăn cơm nhá. Hôm nay thì không có các cháu ra đây chơi nữa nhỉ? Các ván phải cháu đi học thế à? Đây, giờ chú anh phòng ấy. Ông thì ăn cơm nhiều ông nhá. Mới có sức khỏe để tí tiếp tục là cái công trình chuồng lợn của ông nữa. Ông ơi bảo là hôm nay là ngày đẹp của bác ạ, cho nên là khởi công làm công trình. Ôi, gần thường là ăn cơm mẹ. Vâng. Đây, bây giờ thì cháu Đức cũng xin phép là ăn cơm các bác ạ và xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng mấy anh em đội thợ cùng nhà cùng cháu Lực với lại ông ăn cơm các bác nhé. Thưa các bác, vừa rồi thì trong lúc mà đang ăn cơm các bác cùng mấy anh em đội thợ thì ăn cơm xong, cháu Lực lại bận một chút công việc là lại phải di chuyển lên trên nhà thì đến chiều thì cháu Lực mới tiếp tục là đi xuống đây để mà ghi hình cho các bác là cùng biết cái tiến độ mà anh em thợ làm nhà. Buổi sáng thì cháu Đức cũng đã ghi hình cho các bác là xem là một chút rồi. Có những cái video thì chỉ đổ tầm là 2-3 tiếng đồng hồ thì đã xong một cái thước phim rồi. Còn có những video thì phải mất là nguyên một ngày thì mới hoàn thiện là xong để mà đăng tải lên cho các bác. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng như này thì mấy anh em thợ thì cũng làm công việc là sẽ hiệu quả hơn cô bác ạ. Đấy, ra đến đây thì thấy là các cô thì lại tiếp tục là cái công việc
của ngày hôm nay rồi các bác. À, chạy đâu đây? Nhanh không chú? Cô chú nghỉ tay ăn keo một tí nhỉ, không là tí tan hết rồi đấy. À, ra này này, cầm ra kia, xong là tí để tí để các cô với lại bố mẹ là nghỉ ăn keo một chút. Đến giờ nghỉ chưa? Nghỉ giải lao chưa chú? Chuẩn bị rồi. Chuẩn bị rồi. Thế gì nghỉ giải lao thôi, không là tí kem mà tan hết rồi đấy. Thời tiết ăn nắng này thì kem cũng không được lâu đâu. Ông đi đâu rồi chú? Vâng. Ở bên kia thì anh Phòng cũng lên là khá là cao rồi các bác. Đấy là cửa sổ của anh thì cũng đã là nhấc cái cây mà như kiểu là có hai tên gọi các bác. Các chú thì gọi là cây sang cửa, mà có người thì gọi là lanh tô. Ở chỗ này thì hiện tại là vẫn còn đi được một chút rồi này các bác này. Sắp bị sạt hết rồi. À, ba thanh niên này ở đây chơi đúng không? Ba anh em này, ba anh em siêu nhân đấy nhở, dạng nhở. Hết vứa cho anh. Hết vứa, nghỉ tay đây anh. Không là tí kem tan hết đấy. Ông thì là vẫn thực hiện cái công trình của sáng hôm nay của ông các bác ạ. Hôm nay thì ông bảo là ngày đẹp cho nên là làm một cái chuồng lợn nhỏ nhỏ này. Đấy, nước nồi ở mấy hôm nay thì có vẻ như là đun liên tục các bác ạ. Vừa nước chè xong lại vừa nước thuốc lá mất gan. Sắp xong chưa ông? Dạ. Vẫn chưa à? À. Đây ông dựng được lên là vài cột rồi, đây thêm một cột nữa. Đây, mấy anh thợ thì có công việc của mấy anh em thợ cho nên là cũng không có giúp được ông cả. Có những lúc công việc nào mà cần đến thì là chỉ gọi mấy anh em thợ là ra một chút thôi. Cái gỗ đấy có vẻ như là hơi hơi mềm đấy ông nhỉ? Đây là làm cột à ông? À. Thấy là ông cũng đào xong hố rồi. Ông làm rồi đấy xong thì nghỉ tay ra bên kia ăn kem một chút cho đỡ nóng. Vậy buổi trưa thì mấy anh em thợ là ngủ tại đây luôn các bác ạ. Anh nghỉ trưa tại đây luôn, ăn uống thì cũng ăn uống tại đây luôn. Ở trên này thì là lấy tấm bạt lên để mà phủ thôi. Còn là buổi tối thì mấy anh thợ là không có nghỉ ngơi đây các bác nhá. Buổi tối thì mấy anh em thợ là đi về nhà. Đây thì bây giờ cũng chỉ có làm là tạm bợ thôi các bác ạ. Là tạm thêm một thời gian thôi. Sau này nếu mà cái phần gạch ấy còn đợt này cho Lực sẽ lấy vào thêm độ tầm là 2-3 nghìn nữa. Nếu mà dư ra thì có thể là làm thêm cho ông thêm chuồng lợn. Làm cái chuồng lợn nhỏ nhỏ thế này là cũng được rồi, không phải làm to quá. Làm tận đâu không? Nó đứt hết rồi. À. Trời mưa thì buồn hết rồi. À, làm ở dưới kia thì không có lấy được một tí phân nào nhờ. Phân nó là nhìn đứt hết. Vâng. Ở bên đây nó ở mặt đó thế này mới hót đi. Vâng. Phơi khô trong cái gì mới có phân. Mày là vẫn chưa về không? Chưa. Chưa à? Mày chắc là đi nhà bà trẻ bên kia mà. Nhà bà trẻ đấy. Mày thì cũng hay thường xuyên là đi ra nhà bà trẻ của bác ạ. À, nghỉ học về thì ra nhà bà trẻ thì là gần hơn. Chỗ này là ông định làm mấy mét đây? Chắc chỗ này cũng chỉ là chiều ngang, chắc là tầm độ mét rưỡi. Ông nghỉ ngơi ra kia ăn kem nào không? Cho đỡ nóng một tí đi. Không là tí kem mà tan chảy hết rồi, ăn không ngon đâu. Hôm nay làm xong không? Hôm nay ấy xong được không? À? Trên này, trên đấy thì ông dùng cái gì để phủ đây? Hả? Trên này ông dùng cái gì để phủ đây? Đi làm thi được về, hết lúa về. Pro á? Bốn tấm. Ừ.
Tấm này là ít nhất phải tầm 4 tấm pro đấy nhỉ? Ừ. Mưa to về cũng được thôi. Vâng, bạt này thì là mưa to thì nó chỉ được một thời gian thôi, nó chỉ đâu đó tầm độ tháng, 2 tháng thôi. Chứ để mà lâu thì cũng không có được. Này nước à ông? Sôi chưa ông? Sôi. Ông thì là nhà thì hay thường là đun nước cho mấy anh em thợ, thấy công việc là như thế là tốt rồi. Cái là Thịnh hay là Giang nhỉ? Thịnh à? Tóc dài đấy, đi học chưa? Đi học. Hả? Sắp đi học rồi. Sắp đi học rồi à? Ở đây là con của chú Toán đúng không? Năm nay thì học lớp mấy hả Thịnh? Học lớp 6. Lớp 6 rồi á? À, Thịnh thì chơi quả áo cờ đỏ sao vàng ấy nhờ. Thế Thịnh chào con có bà một câu nào. Con chào con có bà. Rồi. Đấy đi ra kia ăn kem đi. Nhà Thịnh là ở gần đây đúng không? Dạ. Thịnh là ở ngay khu bên kia đâu cô bác, nhà của chú Toán á. Mấy anh thợ thì vẫn còn đang cố gắng thêm là vài viên nữa. Vật liệu thì bây giờ cũng đến lúc là cần bổ sung vào rồi. Đấy, ra phía bên này thì các bác nhìn thấy đây, cái phần ngôi nhà thì cũng xây lên là khá là cao rồi. Ở bên kia thì cháu Lực là để là ba cái ô thoáng của bác nhé. Thẳng chưa anh? Nó kem nó ào. Răng tay phao khó nút ở bên này còn nó kem. Đo nút xuống bên này đó. Ok. Ok chưa anh? Khu nắng này thì xay một tí rồi cảm giác là thế là tường là khô hết rồi ấy nhỉ? Thế nào khô đấy mà. Anh à. Thôi, để lao ra em ơi. Anh để lao ăn tí kem đó. Không à, tí kem là tan thành nước rồi đấy. Hải dê em năng đấy nó trúng nổ. Không. Chỗ này mát hơn hả anh? À bên kia thì đông người hơn các bác ạ. Bên kia thì một đoàn ba anh em siêu nhân xanh vàng đỏ nữa. Ba anh em mình chắc là đi cắt cỏ về xong rồi ra đây mượn điện thoại của chú Toán là chơi game à? Chắc về xem điện thoại thôi. Chắc về đây xem điện thoại thôi à? Từ ngày mai là di chuyển ra chỗ này ăn cơm nhá. Đâu anh? Chỗ này á? Ừ. Vừa rồi thấy anh thợ. Chị ra lên kem đấy chị. Thấy anh thợ bảo là ra chỗ này ăn cơm nhưng không biết là có mát không? Ngủ trưa được ở dưới này không? Ơi nhưng mà dưới này nó ấy quá. Mát thì có mát thật. Mai nó rút giáo lên ra nó lên cao thì nó mát rồi. Mai giáo để lên cao chưa chú? Giáo mai rút giáo lên kia rồi. À, ra bên này á? Ừ. Nhưng mà các cô làm sao trèo được lên trên này ăn kem? À, đây này, đây có đường đây này. Đường không đi. Kem này để tầm chú ăn thì được tầm bao nhiêu que? Còn nhỏ này á. Phân chục que à? Ừ. Nhưng mà thời tiết này mới ăn được thôi nhỉ? Ừ. Anh thì nói thì hơi ngại một chút. Mà để anh ăn chắc phải được 10 que. Được 10 que này à? Ừ. Vừa nhưng mà bây giờ tầm trưa rồi, ăn cơm cũng từ chiều, từ trưa. Bây giờ chiều rồi, ăn cơm cũng từ trưa. Nếu mà để mà no bụng rồi ăn thì sao đến được? Cái này ăn một tí rồi đỡ. Phải ăn để nó mát thôi. Các cô thì là ngồi
À, ngay ở dưới này luôn cô bác ạ. Vừa rồi chú Toán bảo là ngủ dưới này cũng được nhưng mà trêu. Ra phía bên này thì đến tầm độ 2-3 tiếng chắc là mới mát hết ở chỗ này chú nhỉ. Trên này thì có cái bụi tre này. Bữa nay bây giờ là chắc phải tầm được 7 hôm xây thế nhỉ? Hơn 7 hôm rồi chú. Nhưng mà đây là được một xây được một nửa đấy nhỉ bé? Hơn một nửa. Nghĩa là 3 phần thì xây được 2 phần rồi nhỉ? À, hoàn thiện cái phần thu. Ngày không đây là đang chuẩn bị lấy thêm một sáng nay chủ tòa nói là thiếu trong độ 2.000 nữa thì cứ bổ sung tầm 2.500. Làm xong ngày chắc 50 ha, cái này giờ còn vận chuyển. Vận chuyển á? Tính ngày 50 á? Coi như các chú làm ở nhà này thì tính như thế thì liệu còn độ lỗ hay là lãi? Lố hay là đổ công? Là lỗ. Biết là lỗ rồi. Nếu mà đây mà thêm người vào thì khả năng cao là chắc là có khi là thì gọi là làm vì đam mê thôi nhỉ chú nhỉ. Cái tiền ra thì công để mà xây nhà các bác thì nó sẽ rẻ hơn là cái công vận chuyển vật liệu. Các bác nhìn thấy từ trong lúc mà mấy anh em đội thợ là vận chuyển vật liệu thì các bác cũng nhìn thấy là cái quãng đường của nó đi lại thì rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì sắt thì không có nữa, nhưng mà lấy thêm 2.000 nữa thì sẽ chuyển mình người nữa. 2.000? Đâu phải 20.000 đâu. Ờ, thì bà vừa trả bảo 2.000 đấy. 2.000 thì cứ một chuyến thì được... một chuyến thì được 60 viên. Em xin quen. Này, khán giả với em. Coi như là làm không công đến thời điểm. Đây nhà này chỉ gọi là xong cổng vào cứ tính là một ngày không mua cơm là cứ tính là một ngày 200 chưa chắc. Thế nhưng mà tầm chú ấy, anh phòng này nếu mà đi ra làm ngoài ấy, thì là thường thường là một ngày sẽ được tầm bao nhiêu tiền? Làm ngày 300 cơm nuôi 3 bữa. Và cơm nuôi đầy đủ hết đúng không? Mà đi làm xa thì 400 cơm nuôi. Là cơm nuôi đầy đủ hết? Thì đi làm. Nhưng mà đi đâu đi làm kem thì một hai lần. Cứ đi thì cứ gọi đi có việc đi làm. Nhà này... Không phải nói đến công vì nó khác giả và cái công mình đã đầy đủ làm. Nhà này nếu mà như không làm hợp đồng với các chú ấy, cháu cũng rất là sợ chú là làm dở dang không chạy. Thật đấy. Nó làm giờ rồi không cảm thấy là như kiểu mình không làm hợp đồng ấy là chạy luôn là làm. Cháu cũng sợ điều đấy nhưng mà đến bây giờ thì cái điều đấy thì cũng sợ lắm rồi. Hợp đồng thì giấy trắng mực đen hết rồi. Cứ thế mà hợp đồng mà làm thôi. Anh ấy đợt này coi như cái nhà này anh làm chẳng còn gì nữa. Chạy thì cũng chạy nhưng mà không không mình đã làm thì vẫn phải cố thôi, kể cả mình thì cả bây giờ đến thời điểm này vẫn tính là lỗ rồi, vẫn phải làm. Nhưng mà gọi là anh em trong anh em ở trong bản thì nó quen mặt rồi, thành ra là mới không thể đi được. Nhưng mà thí dụ như cháu cho những người tầm độ ở huyện khác về chẳng hạn, không biết nhà cửa thì đúng là làm trong một nửa chạy. Đúng rồi, có thể ứng đủ tiền công là nó chạy rồi. Bây giờ còn vận chuyển gạch nữa này, xong lại bắt đầu vào cát nữa này. Cát nữa.
không công luôn mà. Bây giờ cắt xay bây giờ vẫn chưa đủ rồi nhỉ? Vừa rồi thì cũng tâm sự với lại mấy anh em đội thợ một chút trong cái quá trình mà anh em nhận làm cái ngôi nhà này, thì nói là đây cũng là lần đầu tiên mà anh em chia sẻ với trên kênh về như giá cả ngày công này các bác này. Thật sự ra thì nếu mà để mà tính cháu tôi cũng đã biết trước được là các chú sẽ có cái suy nghĩ như vậy rồi. Đấy, nhưng mà anh em thì một khi mà đã giao kèo với nhau thì cho dù là lỗ hay lái thì vẫn chấp nhận để mà làm thôi các bác. Vậy có lẽ là cái video này cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Cái công việc của mấy anh em đội thợ trong thời gian này thì vẫn chưa có thay đổi gì nhiều. Đấy, vẫn những thước phim mà hàng ngày cháu Lực đăng tải lên là mấy anh em thợ đi vào và xây tường lên. Và lần cuối cùng thì cháu Lực xin được chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào các bác nha. Cháu chào các bác cô chú anh chị nha. Chào các em các chị nha.